đại như rừng nâng phóng quân nâng vọt chát chát tập phốn nê krong xa vật thầy bà rốt chung phố phì khô chá mùi ống hai nâng ba sọ mùi rùm nè lưu ấy con lưu lâu ấy nè khô mùi ống chá chờ rí hai ủ ba sọ mà nè hai phì khô mùi ống đầy chá nâng ủ ba sọ mà nè nâng cứ trâu râu khá nè nà snat snat khá nè dục chật dục đạ mơ thai khá nè nâng ạ rồi tớ bệnh sản phẩm sản phẩm thá phì khô ổng nế hai nâng ủ ba sọ rụp nế mình mến trâu râu khá nè sả lạnh khá nè mơ thai khá nè tại khá nông chết nế tê chết môn có chui túc thở rịa khá nè mơ thai khá nè chẳng đai chẳng bán bọn ông này tiến nằm phía rương sát đầm rây nâng sát sổ nọ khá không cao gần lòng từ hai miên phở rê chia mùi ông phở niếm phở bát phở mật toát nơi khá nông krong nơi khá nông krong phở riêng là xây nơi khá nông ti liên đầm rây ngay mũi sát tờ miên chai mùi cơ ba sát sổ nọ mùi cơ ba nâng vùng vền vùng vén châu bệ bà rông mà đi chủ vẹn châu từ đo ti liên nằm rầy nâng rôn nằm rầy nâng đạch bài đạch tật chân nằm rầy khớ nhà nật anh đặt vô bài vô tật mà ai si tới có miên chỉ vết miên sẽ đầy sọc hãy cửa ruột nâu cho mùi sát đầm rây nâng giang sọc sàn trâu râu khá nê nà tâu nà mọc nà cứ tha tâu cho mùi khá nê sợ bài đấy con sát đầm rây sát sổ nọ nâng sợ bài nà phụ kê nâng sợ bài mùi khá nê nà đọc về sợ bài cho sợ bài lắng nè sợ rọc khơi sát chai nâng sát sổ nọ nâng có sợ lành nè sợ rọc sợ rây dớng nà hãy sợ lành sợ lành hãy có từ dục lui dục cạ tàu ơi nè mò đầm rầy nè mơ thai đầm rầy nè thà sông lẹ bằng rừng nâng phong nhóm trọng bàn sạch chạy cài nâng tình nâu chùm mùi khuyên chạy nâng là ó nè có sắp tờ vô chạy nâng tình nâu chùm mùi nè sài nâng vô chạy chanh bì đầm rầy tình nâu chùm mùi chong tục dàng sát nâu để tiền nè rồi khai chạy ruột mà vầy nhớ rí ai sát đầm rây nâng coi bị bắt sát chai tới sờ bài chết tiệt đấy cả tục nè kềm cầm nè a ha ăn bò được phục tê ăn chay ăn si tê a ha nâng smile ấy cái đau tật mình phật a ha mình chay cứ ao sát đầm rây công riêng đấy bề rì chi ngon thà hạn ấy có sát đầm rây nâng mình chay a ha so hình chân bạn bệ chia ao âm mát chủng nết bỏ bọn nâng máu máu sao chiều mơ tha hạt ấy ban đầm rây mình bỏ được phục à ha mình chay à ha anh chăng đã sao chiều tới tha ao sạt đầm rây nâng bạt đại cù bạt mệt sầm lạnh cứ sạt ấy sạt cài nâng bớt chăng ban bệ chia bệnh chia bậc ca bà ca tu tăng krong phụ rin là xây nâng thà nẹ nà đè màu vô chai pì rôn đồm rây tàu nâng chạp vô mùa vinh bà ạt vô mùa vinh tế nẹ nâng miền tô nguồn nà gần là bà nâng nẹ srai nâng lư bà rê chia bà ca hình chân có bà lên sạch chai mùa vinh tàu sạch chai có ruột màu rôn đồm rây vinh hay có trâu râu khnia sọc sổ bài là hốt tao tờ ơi riêng này lúc bình chuyện tha bia sạt đầm rầy nâng cứ ban nói chế bị khô mùi ống nè là sạt sạt đầm rầy nâng cứ chế bị khô mùi ống đã đầy chắc chở rì không chuyện trong khỏi ní rì ai ô ba sọ mình nè để mơ thai vì khổ cha trở riêng cứ chia sạch cái mùi của ba nụ ai nhớ
ព្រះរាជាគឺព្រះហនុមានជាតិនេះហ្នឹងហើយឯតួអង្គឯទៀតមកព្រះរាជាអាមាត្យដល់ជាតិស្និទ្ធរបស់ព្រះរាជាគឺជាព្រះគឺជាអង្គតថាគាត់នេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺសាច់រឿងដំរីហ្នឹងនឹងសត្វដំរីនឹងសត្វសំណត់ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការជួយទុក្ខធរៈគ្នាហ្នឹងវាคล้ายទៅជាឧបនិស្ស័យ มันแม่นแต่ជាតិនេះទេគឺជាតិមុនក៏ធ្លាប់ជួយចឹងដែរអញ្ចឹងកូនកូនចឹងដែរណាគឺត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានជាទម្លាប់ឲ្យបានជានិស្ស័យល្អដល់ជាតិក្រោយទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គថាណែសោមនៈសាមណេរនឹងឆ្លាតមែនតែជាតិនេះទេឃើញទេជាតិមុនក៏ជំនន់សម័យកាលអនាត ព្រះសម្មណៈគោដំហ្នឹងសុំអ្នកសាមណេរហ្នឹងក៏ឆ្លាតដែរតែកណ្ណយមបន្តិចអាសាយមបន្តិចហើយកណ្ណស្បងយវហ្នឹងមិនសូវបោកតែបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយងូតទឹកក៏មិនសូវងូតដែរហ្នឹងតែរឿងឆ្លាតឆ្លាតហើយអាចណាអាចទៅអញ្ចឹងតែបើឥឡូវនេះចាប់ដើមកែទៅងូតទឹកមួយថ្ងៃបានឲ្យបាន 3 ដងស្រង់ទឹកណាបាន3 ដងមករៀនឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលា ai cầm sâu dôm phê nè ngài đã phê chiếc rau tớ chụp bóng bóng thân này xung nữa xàm nên ngu tức xâm á đã nà mai lõ ná chiến môn hay riêng có một cái đại dôm thế hay ông xinh xinh cái chân này sắp tên thì say để dưng sần xăm chiến ní cứ to tới chiến múc dưng sần xăm mà lâu nâng dầm mấy tớ chiếc rau với ai tớ chẳng tại bởi dân vật hạt dân cai tùm lọp ạc rõ ai tư chìa lọ không chuyện ní ai lọ to từ nè lưu ấy con chân prang prang sạc xa riêng sâu